đó là tổng hợp những cái khuyến nghị của Finbook về giao dịch cơ sở. Còn giao dịch phái sinh thì như thế nào? Giao dịch phái sinh thì chia sẻ với các anh chị, đó là chúng ta sẽ xem hiệu quả. Đây là tổng kết những hiệu quả ngày và hiệu quả tháng. Thì trong những cái tháng vừa qua, thì khi mà quan trọng nhé, lưu ý với các anh chị là khi giao dịch phái sinh ấy, thì nó sẽ có hai trạng thái. Đầu tiên là các anh chị cần phải biết là thị trường đang ở xu hướng nào, nền tảng đang ở xu hướng nào. Nếu mà thị trường đang ở xu hướng chúng ta chia sẻ, nếu mà thị trường đang ở xu hướng sideways, cái nền tảng đó là sideways. Các anh chị đây là chú ý à, nếu mà thị trường đang ở nền tảng sideways, xu hướng là xu hướng khi mà ở sideways thì vấn đề cái tỷ trọng của các anh chị và xu hướng là trung lập như này thì tỷ trọng của các anh chị đó là chúng ta giảm. Nhưng lưu ý với tất cả các anh chị, khi mà thị trường uptrend thì chúng ta nên cái gọi là dành một cái phần để chúng ta tham gia phái sinh thôi. Còn khi mà thị trường mà xác nhận một xu hướng downtrend thì các anh chị có thể dành cái tỷ trọng nhiều hơn để chúng ta tham gia phái sinh. Còn nếu mà chẳng hạn như mà nền tảng là sideways thì các anh chị đánh ít hợp đồng đi. Giả sử bây giờ các anh chị đang đánh khoảng độ thế chia sẻ đi, 30 hợp đồng, một lệnh của anh chị và 30 hợp đồng. Khi mà các anh chị thấy nền tảng là sideways và các anh chị thấy rằng xu hướng nhận định của thị trường là sideways chẳng hạn như vậy, thì các anh chị nên chỉ đánh 1/3 cái số hợp đồng mà các anh chị dự định để chúng ta đánh vào phái sinh thôi. Các anh chị chỉ đánh 10 hợp đồng thôi. Nhưng mà Thế Chi chia sẻ với các anh chị là khi thị trường đã là một xu hướng uptrend, một xu hướng tăng thì các anh chị nên gọi là gì, chúng ta sẽ tập trung vào thị trường cơ sở nhiều hơn. Vì khi mà thị trường khi mà phái sinh á, trong xu hướng tăng mặc dù là đi lên, nhưng vấn đề trong xu hướng tăng thì cái mức độ tăng sẽ thường không nhiều, vừa tăng vừa giảm. Thế nên là việc mà chúng ta tham gia phái sinh hiệu suất cũng không được cao bằng xu hướng giảm. Khi các anh chị nhận định là thị trường ở trong vùng đó là vùng đỉnh dài hạn và đi xuống ấy, thì việc mà các thị trường thường lên thang bộ và xuống thang máy, thế nên là cái việc mà các anh chị xoạt xuống thì cái xác suất là các anh chị sinh lời rất là cao, một phiên có thể từ 30-50 điểm, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên là trong cái quá trình tăng của thị trường ấy, thì đó là lên thang bộ và xuống thang máy, mà quá trình tăng giả sử thị trường phái sinh tăng được 15 điểm, sau đó lại chỉ tầm 7-8 điểm, sau lại tăng lên 7-8 điểm, chỉ 3-4 điểm. Như vậy gần như là cái trạng thái mà các anh chị sinh lời nhiều ấy, thì rất là khó. Nhưng mà vấn đề là trong một cái xu hướng thị trường mà giảm ấy, xu hướng đi xuống ấy, thì các anh chị đánh phái sinh sẽ là hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế nên là các anh chị lưu ý, vậy hiệu quả của cách đánh phái sinh của Finbook là ra sao thì chúng ta sẽ tổng hợp theo tháng trước nhé. Lợi nhuận theo tháng thì chúng ta thấy rằng đây, tổng hợp với tất cả các anh chị, đó là từ tháng 5 năm 2021 thì chúng ta thấy rằng gần như cái tỷ lệ chúng ta có tháng 6 2021 và tháng 6 2023, đây là hai tháng mà đang cho cái mức lợi nhuận của phái sinh là đang bị âm đúng không ạ? Đang bị âm. Tháng 6 2021 là âm 39,1 điểm, còn tháng 6 2023 là âm 0,7 điểm. Còn hầu hết các tháng mà chúng ta thấy rằng đều cho mức lợi nhuận dương. Lưu ý là đây là không bao gồm thuế phí giao dịch ở trên thị trường phái sinh. Và chúng ta thấy rằng những cái tháng mà chẳng hạn như là tháng 7 2021, cái mức sinh lời của robot khuyến nghị, phần mềm phái sinh Finbook khuyến nghị đạt 283 điểm, tháng 8 2021 171 điểm, tháng 6 2022 163 điểm, tháng 8 2022 124 điểm. Và chúng ta thấy rằng những tháng mà thị trường giảm chẳng hạn như là tháng 10 2022 184 điểm, tháng 11 2022 đạt 281 điểm, tháng 12 đạt 156. Và vấn đề đấy, chúng ta thấy rằng những cái tháng nào gần như là thị trường xuống hoặc thị trường downtrend thì phần mềm phái sinh cũng như là bộ công cụ khuyến nghị phái sinh của Finbook rất là hiệu quả. Còn xu hướng tăng thì các anh chị lưu ý là việc chúng ta đánh phái sinh sẽ khó hơn, thì chúng ta sẽ dành một cái tỷ trọng, đó là cái mức mức vốn đầu tư phái sinh sẽ nhỏ đi. Và vấn đề là biên lợi nhuận của khi mà thị trường tăng thì sẽ không nhiều bằng khi mà thị trường giảm. Thế nên là phần mềm phái sinh gần như chúng ta thấy không, nếu mà xét về tổng quan về các tháng thì chúng ta thấy không,
là đa số là mang cái mức lợi nhuận rất là tốt, trừ tháng 6 2021 và tháng 6 2023 đang bị âm một chút thôi, còn đa số cái mức lợi nhuận khá là tốt về tổng quan tháng, đúng không? Các anh chị thấy rằng trong kỳ khuyến nghị từ tháng 5 2021 đến tháng 5 2023 thì chúng ta thấy rằng 2 năm và cái phần mềm phái sinh hiện tại của chúng ta nó đã có mức sinh lời là 2.440 điểm, chưa kể thuế phí. Đây là một mức sinh lời khá là hiệu quả khi mà các anh chị đánh phái sinh, đặc biệt là khi mà thị trường bước vào một cái xu hướng giảm. Còn về cách mà đánh phái sinh như nào hiện tại nhé, lưu ý với anh chị quy tắc phái sinh là như này. Chiến lược là chen chiết, luôn duy trì trạng thái nắm giữ hợp đồng long hoặc short và nắm giữ bất chấp qua các biến động bất ngờ. Nhà đầu tư có thể linh hoạt việc lựa chọn nắm giữ bao nhiêu hợp đồng qua đêm tùy theo diễn biến của từng phiên giao dịch và mức độ tự tin để hâu lệnh qua đêm hay không. Ở phiên kế tiếp, nhà đầu tư có thể chủ động vào lệnh lại gần nhất nếu giá không chênh lệch quá nhiều so với giá đóng cửa ở vị trí của lệnh gần nhất. Lệnh thì lưu ý robot phái sinh được khuyến nghị theo nguyên tắc đảo vị thế. Khi xuất hiện lệnh long mà trước đó bạn đã sọt một hợp đồng sọt thì bạn sẽ đóng hết một hợp đồng sọt, đồng thời thực hiện ngay một hợp đồng long. Nghĩa là chúng ta đang sọt một hợp đồng thì sau đó là chúng ta long lại hai hợp đồng, đúng không ạ? Thì như vậy vừa đóng một hợp đồng sọt và thêm một hợp đồng long, và ngược lại nếu mà chúng ta đang sọt một hợp đồng và đã có long một hợp đồng và có tín hiệu sọt, đúng không ạ? Thì chúng ta sọt hai hợp đồng, trong đó một hợp đồng đóng long và một hợp đồng thực hiện vị thế đó là sọt điểm đảo chiều. Thì tất cả những cái khuyến nghị của Facebook là lưu ý với tất cả các anh chị nhé, đều có khi các anh chị cài đặt thông báo đều thông báo các anh chị tiệm cận cái điểm đảo chiều là như nào và khi nào vào các lệnh sọt hoặc là vào các lệnh long, đều thông báo cho các anh chị qua những cái thông báo hoặc các anh chị sẽ xem trên web của Facebook. Về sideway nhé, lưu ý với các anh chị khi cột tín hiệu nền tảng, tín hiệu là cột tín hiệu sideway tại cột nền tảng, nhà đầu tư nên chủ động giới hạn số hợp đồng của mình để tránh các lệnh bị nhiễu, nghĩa là chúng ta sẽ hạ cái mức mà chúng ta đầu tư đi để tránh cái tín hiệu nó bị nhiễu, hoặc là sử dụng chỉ số RSI 1 phút để chủ động chốt lời một cách hiệu quả, nghĩa là khi mà RSI trên 65, 70, 75 thì chỉ số đang đi vào vùng hưng phấn thì có thể giảm nhẹ, sau đó cân nhắc đó là đóng một phần long. Mà khi RSI dưới 35, 30, 25 nghĩa là RSI đi vào trạng thái quá bán, là vào vùng bi quan, thì các anh chị có thể cân nhắc là chốt lời một phần của lệnh sọt. Đấy là lưu ý với các anh chị. Còn ngày đáo hạn thì tự động đóng toàn bộ vị thế vào 14:25 và chủ động không có lệnh từ 9:00 đến 1:00 của ngày liền sau của ngày đáo hạn để tránh cái sự sai lệch, nghĩa là bắt đầu giao dịch vào phiên buổi chiều, đúng không ạ? Lệnh mới có thể xuất hiện thời điểm từ 13 giờ chiều của ngày liền sau của ngày đáo hạn. Đấy là chia sẻ với các anh chị về trạng thái, các nguyên tắc của trong cái vấn đề mà chúng ta đầu tư phái sinh, và tất cả các lệnh là đều được khuyến nghị cũng như là chia sẻ với các anh chị. Chẳng hạn như là ngày đáo hạn là ngày 15 tháng 6 thì chúng ta chỉ giao dịch vào phiên buổi chiều của ngày 16 tháng 6 là buổi chiều của ngày liền sau, thì chúng ta bắt đầu giao dịch vào 13 giờ thì ngày 14:09 thì chúng ta có một cái lệnh sọt ở đây. Khi mà xác nhận sọt thì chúng ta đã đạt được cái mức lợi nhuận và cuối phiên tạm tính đó là 11.8 điểm. Đây là mức lợi nhuận cũng khá tốt vào ngày 16 tháng 6, đúng không ạ? Đấy ạ, khi mà có những cái tín hiệu thì lưu ý các anh chị nhé. Các anh chị có thể cập nhật hàng phút ở trên này, đó là trên cái bản web của Facebook, đó là lệnh sọt ở vùng giá 1114 vào 14:09. Và như là các anh chị có thể là thực hiện rất một cách rất là dễ dàng. Và các anh chị lưu ý nhé, khi có nền tảng sideway thì chúng ta hạn chế chúng ta đánh thôi, chúng ta sẽ lựa chọn cái hợp đồng một cách hợp lý nhất. Nhìn tổng quan thì chúng ta thấy rằng cái mức sinh lời của Facebook, của phần mềm Facebook hiện tại của robot kiến nghị đang khá là hiệu quả trong thống kê từ tháng 5 năm 2021 đến hiện tại. Và các anh chị chúng ta tổng kết lại nhé, về cái phần khuyến nghị cơ sở và phần khuyến nghị phái sinh thì hiện tại chúng ta đang thấy rằng cái phần mềm Facebook hiện tại đang cho ưu thế vượt trội so với chỉ số VN Index hiện tại, và đây là những cái cơ sở để các anh chị theo dõi
các anh chị quan sát và từ đó đưa ra những cái quyết định đầu tư của mình. Và để được hỗ trợ hơn thì các anh chị có thể là liên hệ với team Target để hỗ trợ các anh chị một cách tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị trong những video chia sẻ và áp dụng phần mềm Facebook và trong quá trình đầu tư sau. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.